Dạ vâng, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em có một cái đơn hàng là hai cái cốt đúc 9m4 phân để gửi đến tay đây. Em sẽ giới thiệu, đây là có một cái anh Trần Anh Tuấn này ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đặt hai chiếc cốt đúc 9m4 phân. Thì em cũng tiện giới thiệu luôn cho anh em vài cái cốt đúc 9m4 phân này cho anh em cùng tham khảo nhé. Thì em cũng giới thiệu đây là tổng cái chiều dài từ phần này này đến cái phần bên trong này là 9m nhé. Thì để đảm bảo cho anh em là quay vào được nó khoảng độ tầm 4m vuông. Và cái chiều dày của nó từ phần này đến phần này là 4 phân nhé. Đảm bảo cho anh em đúc liền nguyên khối loại 1. Nếu anh em có thể là làm sới hoặc anh em chơi đẳng cấp ấy, thì cái loại này anh em có thể ngồi lên thoải mái, ngồi lên thoải mái cũng không bao giờ bị đổ nhá. Và ở đây nó có một cái lớp dính này. Ở đây nó có một cái lớp dính. Và ngoài này nó có một cái lớp dính nữa. Đấy, ngoài này có một cái lớp dính nữa. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em. Đấy, ngoài có một cái lớp dính để đảm bảo khi mà anh em quay ấy, thì anh em chỉ việc dính vào là anh em vần, anh em đá thôi. Đấy, không anh em không phải lẹp hay gì nữa. Nếu mà khi mà anh em mà xây gạch ở bên ngoài nhá, mà anh em muốn thì anh em sẽ ép, đấy, ép vào bên tường ấy. Để đảm bảo cho anh em cái này thì anh em có thể là đợi để thời tiết ngoài mưa gió, không bao giờ bị hỏng được. Đúc liền nguyên khối 4 phân nhá. Rất là cứng chắc anh em ạ. Ngồi lên thoải mái. Đấy, đơn hàng đây. Đặt hai chiếc nhá. Thì nhà em cũng giới thiệu cho anh em là nhà em có cả loại 7m, loại 9m, loại cốt thường này, loại cốt đúc, loại dày 2 phân, loại dày 4 phân. Nhưng ở cái video này thì em giới thiệu cho anh em là 9m 4 phân, loại đúc liền nguyên khối, loại 1 nhá. Đảm bảo cho em, cho anh em là hàng đây là hàng cao cấp nhất nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì ở đây thì còn có những cái đơn hàng lồng chạy lưới này. Thì ở đây em mới đóng được mấy đơn kia thôi. Ở hôm nay rất là nhiều đơn. Cũng rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Và chúc anh em có một cái sức khỏe dồi dào này. Đấy, nuôi được những cái chiến kê xuất sắc nhất dành riêng cho mình nhé. Đây có một cái đơn hàng là lồng chạy lưới. Lồng chạy lưới này thì cũng giới thiệu cho anh em mà đảm bảo cho anh em là lưới dày loại 1. Đấy. Thì anh em để ở thời tiết ngoài mưa gió nó cũng không bao giờ bị hỏng được cái lưới này. Rất là lâu hỏng. Và cái bộ này thì nó gồm 7 chân như này. Đấy, bằng thép nhá. Thép chống rỉ đảm bảo cho anh em và anh em chống lên là sử dụng ok thôi. Và nó bao gồm cả một cái lắp như này nữa. Bao gồm cả một cái lắp nhé. Rất là nhiều những đơn hàng. Đây. Đơn hàng đây anh em. Đấy. Hai con đúc 9m4 phân này. Đây. Một đơn hàng của anh Minh Sang ở bến cầu Tây Linh. Đặt một cái giỏ cước vàng cao cấp này, cộng với một cái áo gà, cộng với một lọ ốm trong này. Đấy. Đây anh Điệp ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đặt một cái chiếc giỏ tre hun khói. Đây, anh Lê Minh Nương đặt một cái chiếc lồng chạy lưới đây. Ở đây rất là nhiều những đơn hàng ở bên trong kia nữa em vẫn chưa in được. Đây anh Vàng Xeo Chư này đặt một cái lọ rắn cộng với một lọ om. Anh Nguyễn Xuân Vũ đặt một lọ ốm trong này. Đây anh Vũ Khắc Lam ở Quỳnh Phụ Thái Bình đặt hai đôi tạ chân, hai đôi bịt cửa cao su cộng với một đôi bịt mỏ. Còn đây có một đơn hàng cốt 7m nữa. Anh Nguyễn Văn Tháp này, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Linh đặt một cái cốt đúc 7m2 phân cộng với 5 đôi tạ chân. Rất nhiều những đơn hàng, em cũng rất là cảm ơn anh em tin tưởng và ủng hộ nhé. Thì ở bên trong kia còn rất là nhiều những đơn hàng nữa. Em cũng chủ yếu là hôm nay là em muốn giới thiệu cho anh em mà nhà em có cái loại 9m4 phân loại đúc liền nguyên khối loại 1 này. Thì anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho em qua cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo. Thế về những cái sản phẩm này thì em sẽ gửi hình ảnh trực tiếp cho anh em qua Zalo nhé. Và cái thứ hai là về những bệnh của con gà mà anh em chưa biết, anh em chưa hiểu thì anh em có thể kết bạn Zalo thì em sẽ tư vấn miễn phí trực tiếp cho anh em. Thì cũng giới thiệu là nhà em cung cấp cả sỉ này, cả lẻ. Đấy, anh em mà muốn mua sỉ mà mua số lượng lớn cung cấp lại cho anh em xung quanh ấy, thì anh em cứ báo bên em có giá rất là ưu đãi cho anh em. Còn nếu mà anh em mà mua lẻ thì em sẽ gửi hàng qua bưu điện. Đấy, gần thì khoảng 1-2 hôm là anh em nhận được hàng thôi, còn xa thì khoảng 3-4 hôm. Và cái điều quan trọng nhất là khi mua hàng bên em là luôn luôn là được kiểm tra hàng nhé. Đúng chất lượng này, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả nhé. Thế nào về phương thức bán hàng nhà em. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau để em đóng hết những cái đơn hàng gửi đi cho khách nhé.